Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2023 sẽ tạm ngưng lưu thông tất cả các loại phương tiện qua lại cầu Tổng Uẩn trên tuyến đường tỉnh 833 thuộc dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cụ thể, tạm ngưng các phương tiện tham gia giao thông, kể cả người đi bộ lưu thông qua cầu Tổng Uẩn trên tuyến đường tỉnh 833. Thời gian tắc giao thông kể từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2023. Tổng số nhịp dầm cầu cần lau lắp là 3 nhịp, thời gian tạm ngưng lưu thông mỗi đợt cầu lắp 1 nhịp dầm khoảng 40 phút và được lặp lại cho đến khi hoàn thành công tác gác dầm. Trong khoảng thời gian 30 phút giữa hai đợt cầu lắp dầm sẽ tổ chức thông xe cho các phương tiện lưu thông bình thường. Trong thời gian tạm ngưng lưu thông qua lại đoạn tuyến trên, các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu lưu thông từ phía mố M1 sang phía mố M2 cầu Tổng Uẩn thì di chuyển theo hướng từ mố M1 cầu Tổng Uẩn theo đường tỉnh 833 đến ngã tư Lạc Tấn rẽ trái. Theo đường tỉnh 833C, đường Cai Tài đến quốc lộ 1 rẽ trái, đi thẳng đến vòng xoay thành phố Tân An, theo đường tỉnh 833 đến mố M2 cầu Tổng Uẩn và theo hướng ngược lại. Ban quản lý dự án công trình giao thông chịu trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn theo quy định trong quá trình thi công.